lấy cảm hứng từ hoa thiên điểu và loài chim thiên đường lộng lẫy, biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ và tình yêu bất diệt. Mang theo hương vị của đất trời hòa cùng làn gió biển tươi mát, KN Paradise xuất hiện như một thế giới mới, nơi khởi nguồn của hạnh phúc và thịnh vượng. KN Paradise, tọa lạc liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, điểm đến hấp dẫn và thuận tiện dành cho mọi du khách trên thế giới. Sở hữu lợi thế quy mô lớn với 5 phân khu chức năng: vui chơi giải trí, sân golf, thương mại dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và tiện ích cộng đồng. KN Paradise là nơi hội tụ đầy đủ các tiện ích đẳng cấp dành cho mọi du khách trong và ngoài nước. Trải dọc theo bờ biển bãi dài là tổ hợp resort, khách sạn từ 4 đến 6 sao theo phong cách đa quốc gia, được quản lý bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới. Với bãi biển dài và biệt lập, dải cát trắng mịn cùng làn nước xanh ngọc trong vắt của vịnh Cam Ranh, KN Paradise tạo nên một vẻ đẹp thiên phú khó cưỡng. Điểm nổi bật của tổ hợp này là quảng trường trung tâm với sức chứa hơn 40.000 người cùng nhiều hạng mục độc đáo. Không thể bỏ qua những trải nghiệm thú vị tại những câu lạc bộ bãi biển với nhiều phong cách mới lạ và những trò chơi năng động trên biển. Khu Hill Resort 6 sao theo phong cách địa trung hải với tầm nhìn biển bao la và cầu tình yêu trên biển, rất lý tưởng đón ánh bình minh hay ngắm hoàng hôn thơ mộng. Các khu công viên nhiệt đới theo các chủ đề đa dạng, nhiều màu sắc. Công viên nước sôi động với những trò chơi cảm giác mạnh hấp dẫn. KN Golf Links, sân golf đẳng cấp 27 lỗ, được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman theo tiêu chuẩn Links Course quốc tế, hoạt động từ năm 2018, đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho các golf thủ. Nhà câu lạc bộ sang trọng, hệ thống sân tập golf chuyên nghiệp với 9 green tập nhắn, được xem như nguồn năng lượng của khu phức hợp. Các tiện ích thương mại dịch vụ được phân chia kết nối và lan tỏa rộng rãi trong toàn dự án, nhằm đáp ứng đủ đầy mọi đam mê của du khách thập phương sành điệu. Tại KN Paradise, sự khác biệt độc đáo còn đến từ không gian trong xanh kết hợp phố đi bộ, để du khách có thể trải nghiệm các lễ hội mua sắm, lễ hội ẩm thực ba miền Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. Với lối quy hoạch kiến trúc độc đáo kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống Á Đông và hiện đại của phương Tây, KN Paradise kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới khó nơi nào so sánh được. Những biệt thự sang trọng bên cạnh sân golf và biển cát trắng, các khu căn hộ cao cấp với tầm nhìn ra biển xanh cùng nhà phố thương mại và liền kề sầm uất thuận tiện giao thương. Với mong muốn tạo dựng một cộng đồng cư dân hiện đại văn minh, để mỗi cư dân đều được hưởng cuộc sống an lành trọn vẹn, chủ đầu tư luôn chú trọng xây dựng đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện quốc tế, khu dưỡng lão cao cấp, trung tâm thể thao đa năng, bến du thuyền sang trọng. KN Paradise hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn mới của Việt Nam, là điểm hẹn của các lễ hội kết hợp bắn pháo hoa suốt 4 mùa, các hội nghị, triển lãm quốc tế đỉnh cao, đến các sự kiện mang tầm châu lục. KN Paradise xứng đáng là thiên đường giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp mới của châu Á.